Nếu quê cuộc sống ở Mỹ, xin chào cả nhà. Hôm nay mình cả nhà vào bếp cùng nấu món ổ ba sốt cột gà nha cả nhà. Em bỏ dầu vô cho chảo nó nóng nè. Rồi em bỏ tỏi vô nha cả nhà. Em tự vô đi em không có được, em phải nhìn thông cảm nha. Dầu nóng mình bỏ tỏi vô nha. Cho tỏi nó thơm nha cả nhà. Nó thơm lên là được rồi, nó vàng lắm, vàng lắm không chứ nó ngon. Tỏi em tốt cho sức khỏe đó, nó thơm lên rồi. Cái nồi ổ qua vô này cả nhà, ổ qua ăn cắt tỏi rồi. Khi nào ổ qua nó chín đó cả nhà, bắt đầu mình bỏ trứng vô. Cả nhà đập trứng ra cho cái tô, rồi cả nhà đánh lên cho nó đều nha. Thì cả nhà bỏ thêm miếng muối, miếng đường, miếng bột mi, miếng tiêu vô cái trứng nha cả nhà. Khi nào ổ qua nó mềm xong là mình bỏ trứng vô, cái mình xào chung là nó ngon rồi. Chỗ qua nó mềm nha cả nhà, nó mau mềm lắm, tại em cắt mỏng á, nó mau mềm lắm. Em làm miệng cũng bỏ tỏi nhiều cho nó thơm nha cả nhà, tỏi nhiều nó thơm.
cái này đợi cho qua nó mềm, nó mềm nó ngon. Mình đang thử nó mềm chưa nha. Ok. Sợp lại là được nha cả nhà. Để cho khi nào nó sợp cái trứng lại là được nha cả nhà. Món ăn đơn giản mà ngon đó cả nhà. Ở Mỹ mình ăn những cái món quê hương nó ngon cả nhà ơi. Em thích ăn những cái món quê hương của mình. Trứng bắt đầu nó sệt lại, cả nhà thấy trứng nó sệt lại không? Nó sệt lại là được cả nhà. Bây giờ nó vào những cái ổ qua nè, cả nhà thấy không? Nó vào ổ qua rất là ngon. Cho hành nữa, chấm một tí nữa là mình xuống nha cả nhà. Mình đã muốn ăn rất là ngon, ổ qua xào trứng nha cả nhà. Cả nhà nêm nếm theo gia vị của gia đình mình nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh Cuộc Sống Ở Mỹ với em nha. Nhớ quê nha cả nhà. Em tự quay nên không có đẹp, nên cả nhà thông cảm nha.
siêu luôn nha cả nhà. Rồi múc ra tô nha cả nhà. Xào trứng rồi, mời cả nhà vào bếp nấu với em nha. Nhớ về cuộc sống ở Mỹ. Chào cả nhà, hẹn cả nhà vào video sau. Bye, see you next time.